thực hiện kế hoạch năm học được sự nhất trí và chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội. Hôm nay trường Trung học phổ thông Quân Đội tổ chức cuộc trải nghiệm Chúng tôi là chiến sĩ đối với các em học sinh của hai khối, khối 11 và khối 10. Hy vọng các em học sinh khối 11 và khối 10 quyết tâm học tập tốt, rèn luyện tốt và qua đợt trải nghiệm này thực sự sẽ có những kiến thức, những kỹ năng hiệu quả, ý nghĩa trong hành trình học tập tại mái trường. Và sau này bước chân vào cổng trường đại học cũng như các trường chuyên nghiệp, các em sẽ thực sự là những con người có ý thức công dân thật tốt, có kỷ luật tốt, có tinh thần yêu nước. Với ý nghĩa đó, xin kính chúc sức khỏe các thầy cô giáo, chúc các em học sinh có những ngày trải nghiệm thực sự vui, khỏe, ý nghĩa. Xin trân trọng cảm ơn. Hôm nay Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh Trường Đại học Thủy Lợi rất là được vui mừng được đón các thầy, các cô, các bậc phụ huynh, đặc biệt là hơn 1.300 các em học sinh khối 10 và khối 11 đến trải nghiệm tại trung tâm. Thay mặt ban giám đốc trung tâm, xin trân trọng cảm ơn các đồng chí trong cấp ủy, chi bộ, ban giám hiệu. Chiến sĩ ta ca vang trên miền qua tháng ngày, lượn bay trên núi rừng biên cương đến nơi đảo xa. Đời ta thích hoa hồng, kẻ thù buộc ta ôm cây súng. Ta yêu sao làm quê non nước mình, tình quê hương vút thành thành âm khúc quân hành ca. Đời mình là một khúc quân hành, đời mình là bài ca chiến sĩ. Ta ca vang trên miền qua tháng ngày, lượn bay trên núi rừng biên cương đến nơi đảo xa. Sừng âm u những bước chân vội vã, vì mơ sớm thế ngày đi biết có về, chẳng ngại gian nguy chẳng để dấu hy sinh. Đường lên phía trước anh chẳng xin xa, mang tiếng hò bằng những
trên cuối cuộc đời. Cuộc đời xanh tươi trẻ ngày đêm ta bên nhau, những đêm ngày chiến đấu. Ngày đêm ta bên nhau, những đêm ngày chiến đấu. Đêm ngày trong chiến đấu, anh với em sống vẫn gần nhau. Chân đi cùng chúng chi hướng từ đó sao vàng bay giữa nón ngàn ở nơi quê hương nhìn về biên cương sương gió phủ đầu một lòng vì nước biên cương nắng gió dân khó trên vai những ánh trắng ngại vì mình thân trai gánh hai năm dài để chờ một mai cất bước trở về đại đội 11 hát to lên 12 13. Dậm chân tại chỗ. We'll be right back.
luôn luôn là màu áo rất đẹp trong trái tim, trong ký ức của mỗi người dân Việt Nam. Và vì thế cho nên trải nghiệm là người chiến sĩ, trải nghiệm trong màu xanh của người lính Cụ Hồ luôn có ý nghĩa đặc biệt đối với giáo dục truyền thống của mỗi nhà trường, đặc biệt là vun đắp tinh thần kỷ luật, tinh thần đoàn kết, sự tự giác, chấp hành, xây dựng, khám phá bản thân mình trên con đường lập thân, lập nghiệp. Với ý nghĩa đó, được sự cho phép của Sở Giáo dục và Đào tạo, đặc biệt là sự đồng hành, hỗ trợ của các bậc phụ huynh, ngày hôm nay tại Trường Đại học Thủy lợi, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng An ninh, Trường Trung học Phổ thông Vân Nội tổ chức đêm gala chiến sĩ. Xin kính chúc sức khỏe các quý thầy cô, chúc các con học sinh có những đêm trải nghiệm, có một kỳ trải nghiệm thực sự có ý nghĩa. Vào những thân tre, bao ký ức xót xa hơi mẹ. Ai đã ru những dòng sông cùng em mãi chạy về hướng đông. Còn đã vẽ hình hài quê hương qua những khúc hát xưa của mẹ. Còn bao nhiêu lời ru con vẫn chưa được nghe. Vâng, đây là Triệu Music.